Thôi, bữa nay chơi cầu lông đi, đừng có chơi đá banh nữa, hôm qua mới chơi rồi. Đúng đó, hôm nay chơi trò khác đi. Mấy bạn sợ thua, nên không dám chơi với mình chứ gì. Mấy bạn là đồ ích kỷ. Bạn mới là đồ ích kỷ á, cứ thích làm theo ý của mình thôi. Mấy bạn đã nói như vậy rồi, thì mình không thèm chơi với mấy bạn nữa. Sắc, bao bao xì. Để coi, không có tụi mình thì bạn chơi được với ai. Bực cả mình, mình về kiếm cục đá chơi còn vui hơn nữa. Từ nay hai bạn sẽ là bạn của mình đó nha. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Cậu đã làm gì mà phải chơi với đá thế này? À, ông ơi, bạn bè con toàn là những người ích kỷ, nên con thà chơi với đá. Ta hiểu rồi, ta sẽ ban cho con hai người bạn mới. Xin chào bậc trưởng, hôm nay bà muốn chơi gì? Hả? Biến thành người rồi, còn biết nói chuyện nữa. Đây sẽ là hai người bạn mới của con. Chúc ba đứa chơi vui. Ta đi đây. Dạ. Ê, hình như đốm tới kia bụng bự. Ý bạn là người không ai thèm chơi á hả? Cho hai người nói lại nha. Đây là hai người bạn mới của mình nè. Kệ hai người bọn họ đi, mình tản ra chơi đá banh đi. Siêu ghê luôn. Đá gì mới đá chứ. Ai như hai người bạn cũ của mình. Nè nè. Thôi, thôi bỏ đi bụng bự, mình qua chỗ khác chơi cho đỡ ngứa mắt. Hai người đã đi rồi, đá mạnh lên mấy bạn, khỏi sợ chúng ai nữa. Hi. Bạn thì chỉ việc chơi với nhau thôi. Cút đi. Ôi da. Cảm ơn bụng bự, cảm ơn tay to. Nhưng tại sao hai bạn lại giúp mình? Chứ không lẽ tụi mình bỏ bạn lại cho ông chết hả? Bạn bè mà, có hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ. Đừng vì hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi một tình bạn đẹp. Có vẻ như bọn nhỏ đã học được bài học về trân trọng tình bạn rồi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sặc đã tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mau chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị mới? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc, chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy,
thì chặt làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này, cây khác không nên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. À, đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Wow, khung cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chùa môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích vào coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á Tài To, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ây, à. Đau quá à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Ai? Ai đang chọc phá bạn của tôi? Ra mặt đi. Thì ra đây chính là nguyên nhân. Ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay. Là mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây trường trị các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn cắt thân cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó. Hôm qua đi siêu thị, mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ. La 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự. Đứng lên xe nguy hiểm lắm đó. Gần tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Ê, trời ơi, quái vật bắp rang.
trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi. Chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dậy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn vết bơ, kem vani sữa gà nha chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Ê, mấy anh làm gì vậy? Bả đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan, mày dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú. Đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người đơn thiện. Anh em, xếp hàng ngay thẳng nào. Này anh Minh gì kia, xếp hàng cái kiểu gì đấy? Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Quýt còi ba hơi là bay cao 15 mét, quýt còi hai cái là bay vừa 10 mét, quýt còi một cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu. Bỏ biên, anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. À, vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để bay đi chơi đó hả? Sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Binh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Binh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì nắng. Thank you.
không có ở đây? Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah! Như ma đuổi vậy tay to? Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ? Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế, nấp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu? Ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả Đốm? Bạn có biết là bạn dở như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phải gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Sao ba không có ở đây ta? Cái gì? Như vậy sẽ không còn được ăn Tết. Không, không, không. Mình phải cứu ngày Tết thôi. Có chuyện gì mà Đốm gọi mình ra gấp như vậy? Đừng nói là Đốm muốn chiêu đãi tiệc cuối năm tụi mình nha. Mình không khách sáo đâu. Bụng bộ chỉ biết ăn mà thôi. Chuyện lớn rồi. Mai là Tết rồi, còn chuyện gì lớn hơn nữa chứ? Đúng đó, chuyện gì hả? Không lẽ giao thừa năm nay không có pháo hoa hả? Không phải, tất cả không phải. Mà chúng ta sắp không có mùa xuân để đón Tết nữa. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn trọi rồi nha. Ba mình nói, một tia phóng xạ ở đâu phát ra đang làm biến đổi khí hậu trái đất, sẽ làm cho trái đất thay đổi. Không còn bốn mùa nữa, mà như vậy thì làm gì còn ngày Tết. Như vậy nghĩa là mùa xuân mất tiêu rồi. Ôi trời, nghĩa là mình không còn được ăn bánh tét, còn món gà nướng thơm phức nữa. Bao nhiêu là bánh mứt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hả Đốm? Chúng ta phải lên kế hoạch cứu ngày Tết thôi. Mình phải cứu ngày Tết. Đây là hang thần kỳ, nó tránh được mọi tia bức xạ từ bên ngoài. Do đó chúng ta cần phải giấu ngày Tết vào trong đây. Nhưng làm sao giấu ngày Tết trong đây được chứ? Thì cái gì là của ngày Tết, chúng ta sẽ đem giấu hết vào trong đây. Tài tao thông minh đó. Anh ơi, anh ơi. Trời, chuyện gì xảy ra với nhà của chúng ta vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Quan trong vườn của nhà chúng ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không những như vậy mà bánh mứt, trái cây để ăn Tết đều biến mất hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã cứu được mùa xuân thành công rồi. Mình thấy có gì bất ổn thì phải. Nè, các con đang làm cái gì vậy hả? Hả? Ba, có ai giải thích cho ba mẹ biết là chuyện gì không? Con muốn cứu ngày Tết thôi. Cứu ngày Tết? Trời ơi,
đó chỉ là tài liệu nghiên cứu về thời tiết thôi. Đâu có nghĩa là ngày Tết sẽ mất. Chúng ta sẽ từ từ cải tạo để bảo vệ môi trường. Trái đất sẽ không nóng lên là được. Mấy đứa thiệt là. Vậy là ngày Tết vẫn còn hả bác? Tất nhiên rồi. Chúng ta về nhà để chuẩn bị đón giao thừa thôi con. Yeah, vậy là mình vẫn được ăn bánh mứt tha hồ luôn. Cái tụi nhỏ này, Tết tới rồi mà vẫn còn nhiều trò quái quỷ như vậy đó hả? Wow, nhiều hoa quá. Lần đầu tiên con mới thấy nhiều hoa như vậy đó. Đúng rồi, hội hoa chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, gom hết tất cả các loài hoa đẹp về đây luôn. Ồ, có nhiều cái lạ ghê không? Chỗ gì mà sến xúa ghê vậy á? Toàn là hoa với hoa không à. Vậy mà bạn thích hả Đốm? Thì cũng có nhiều cái lạ mà. Nếu mà bạn không thích thì đi ra đằng kia chờ một chút đi. Lát về tụi mình sẽ hú. À, vậy cũng được. Hey, mấy cái bông hoa sến xúa đó mà cũng thích cho được nữa. Thiệt là không hiểu mọi người. Đúng rồi, lũ bông hoa thiệt là nhảm nhí. Vậy mà cũng có người thích. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn cũng không thích hoa hả? Mà sao bạn ngồi ở đây vậy? Bạn không ở trong hội chợ hoa hả? Không, người ta chỉ thích mấy bông hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm thôi. Chứ tôi đầy gai, lại không có thơm, ai mà thèm thích chứ. À, bạn nói cũng đúng á. Mà tôi nghĩ là mỗi người có một giá trị riêng thôi. Bạn đừng có buồn, chắc là mọi người chưa nhìn được điểm mạnh của bạn thôi. Cảm ơn Xương Rồng nhiều nha. Mình không ngờ bạn lại mạnh như vậy. Thấy chưa Xương Rồng, mình đã nói bạn mà. Có thể bạn không đẹp hoặc thơm như các loài hoa khác, nhưng giá trị của bạn nằm ở trái tim can đảm, dám đứng lên để bảo vệ mọi người trước cái xấu. Đúng rồi đó, mỗi người đều có giá trị riêng. Đừng vì bản thân mình khác biệt mà tách biệt với mọi người nha. Mình hiểu rồi. Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên, nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em, muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. Trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó.
cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, con biết đường tắt nè. Cảm ơn con, con lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Đốm, sao con xuống đây mà không chịu tắt đèn và máy lạnh trong phòng hả? Một lát con lên mà mẹ. Tắt rồi, mở lại mất công á. Con có biết con làm như vậy sẽ lãng phí điện lắm không? Đâu có nhiều tiền lắm đâu. Nếu chúng ta tiết kiệm điện thì những vùng hẻo lánh khác sẽ được xài. Hay mùa khô hạn chúng ta cũng có điện để xài mà không có bị cúp. Con chưa hiểu lắm. Ở nước ta, điện sản xuất chủ yếu từ dòng nước từ trên nguồn đổ về, nên mùa nắng nó ít nước sẽ không có sản xuất điện được. Vậy con hiểu rồi. Con sẽ không xài điện hoang phí nữa. Con chỉ mở đèn, tivi, quạt và máy lạnh khi cần thiết thôi. Giỏi lắm. Con sẽ không xem tivi, tốn điện. Con sẽ đi đá banh với bụng bự về tay to nha mẹ. Ừ, con trai. Ê, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai có thể đá banh xa hơn. Đừng đá bể kính nhà bác bò vàng được rồi. Điện gì các bạn? Có gì lạ đâu, ngày nào mà không thấy. Có gì đâu, làm như có bánh hamburger trên đó không bằng. Không phải đâu, mẹ mình nói ở một số nơi điện rất là khan hiếm, do đó mình phải tiết kiệm điện để trữ điện lại xài nhất vào mùa khô. Mình cũng nghe mẹ nói như vậy đó, nhưng liên quan gì đến dây điện kia chứ? Tại sao chúng ta không trữ điện lại để đến mùa nắng xài và chia sẻ với những người khác? Nhưng mà bằng cách nào? Hãy làm theo mình. Được kéo đây. Vì mùa hè mát mẻ, chúng ta còn dự trữ điện thôi. Trữ điện, trữ điện. Chà, thơm quá. Kiểu này tụi nhỏ mê lắm đây ta. Alo. À, là tôi đây. Anh nói sao? Vậy hả? À, tôi đến liền. Bọn nhỏ cắt dây điện, cũng may chúng tôi quan sát trên hệ thống thấy nên đã tắt nguồn, nếu không thì bây giờ tiêu rồi. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tụi con chỉ muốn dự trữ điện để tháng hạn có điện xài thôi. Tụi con nghĩ điện nằm trong dây, cắt về nhà cất để khi nào cần đem ra xài hay sao? Dạ. Bọn nhóc này, nếu các con muốn có điện xài thoải mái vào mùa nóng á, thì bây giờ các con chỉ xài điện khi cần, chứ không phải trữ điện bằng cách cắt dây như vậy đâu. Con hứa sẽ tiết kiệm điện đúng cách ạ. Xém chút nữa là con thành heo quay rồi. Còn thiếu gì nữa không ta? Ê Đơm, chuẩn bị xong chưa? Chắc là xong rồi, tụi mình đi thôi. Ủa, bụng bự hả? Hôm nay hai đứa đi đâu chơi vậy? Dạ, tụi con hẹn nhau đi dã ngoại đó bác. Vậy hả? Đã mang theo đồ ăn thức uống gì chưa? Đợi mẹ đi lấy cho cái bánh bông lan mang theo nha. Yeah. Yeah. Nè, cái bánh mẹ mới làm luôn đó. Đốm nhớ chia đều cho bụng bự ăn nha. Thơm quá à bác. Con cảm ơn mẹ. Tụi con đi đây. Khu rừng thật to lớn, thật là đẹp. Đi mãi mà cũng chưa có hết nữa. Mình mệt lắm rồi đó. Mình đói rồi. Hay tụi mình ngồi xuống ăn miếng bánh, khỏe lại rồi đi tiếp. Được á, bụng mình kêu ọt ọt rồi nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ chia ra cho bạn với mình cùng ăn. Bạn chia cho đàng hoàng á nha. Biết rồi mà. Bánh này ngon như vậy, mình phải ăn nhiều hơn chứ. Ê, bạn tính chia phần bạn to hơn hả? Chứ sao nữa, bánh này là của mẹ mình làm thì mình phải ăn nhiều hơn bạn chứ. Sao mà như vậy được? Mẹ bạn nói là phải chia đều ra cho mình mà.
Mày nhắn chỗ đá lên hả? Mình cho mày biết tay nè. Có ngon thì chia công bằng đi. Dạ. Không, cái bánh đó là của mình. Dạ. Hai cái đứa này tham ăn quá rồi thằng cây à. Chúng nó chọi đá chúng ta nãy giờ đây. Chúng ta phải cho chúng một bài học mới được. Ủa, có chuyện gì vậy? Con có thôi đi không hả? Là thần cây sao? Chỉ vì một cây bánh mà hai đứa chọi đá nhau, chúng vào người ta nãy giờ đó. Tất cả là tại đớm á ông. Đớm tham ăn, chia bánh không có đều. Không phải, không phải. Thôi đủ rồi, ta sẽ nhờ quả đây chia phần cho các con thật đều. Để ta. Nó không có đều, cái to cái nhỏ kìa. Được thôi, ta mổ cái phần bự này nhỏ lại là được chứ gì. Không được, không có đều. Như vậy là đều rồi nha. Hai đứa nhóc tham ăn này, ngay từ đầu các con chịu nhường nhịn nhau, phân chia đồng đều, thì bây giờ đâu phải nhận hậu quả như vậy. Con bụng bự, con phải biết lịch sự và cảm ơn bạn vì đã chia phần cho con. Chứ sao lại chọi đá bạn như vậy hả? Dạ, con biết sai rồi. Mình xin lỗi bụng bự nha. Chỉ tại mình tham ăn, không chia cho bạn, mình ích kỷ quá. Tụi con biết như vậy là tốt lắm. Ta tặng cho các con nè. À, có đồ ăn ngon rồi. Vậy là hết sợ đói nữa. Đốm ơi Đốm, con xuống mang túi rác ra ngoài phụ mẹ nha. Dạ, lát nữa con làm. Phim hay mà. Mẹ gọi thì đi ngay đi, con hẹn hò nữa. Đi phụ mẹ đi, rồi vô coi tiếp con. Dạ. Đang coi phim hay, tự nhiên phải đi làm cái việc này, thiệt là bực mình. Trời ơi, sao có túi rác không qua, chứ còn nằm đây vậy? Nè, có nhận rác. Sao vậy con? Sao có túi rác hôm qua con không tới lấy? Để đây giờ nó hôi rình luôn rồi kìa. Con thông cảm, hôm qua cô bệnh quá, cô không đi lấy túi rác của mọi người được. Việc của con chỉ là đi lấy rác thôi, mà con còn là không xong nữa. Hôm qua có người đi lấy giúp cô, nhưng chắc là con không để đúng chỗ cho nên họ không có biết. Còn nữa thừa cho mình nữa chứ, thật là bực mình. Phim hoạt hình coi lại cũng được mà con. Con bỏ mất khúc hay rồi, đã vậy con gặp chuyện bực mình nữa. Chuyện gì ngoài kia mà con bực mình dữ vậy? Thì là có dọn rác đó. Túi rác hôm qua không ai dọn, làm mùi hôi bay tùm lum hết á. Lý do là con bị bệnh. Con thấy bị bệnh á thì bị bệnh thôi. Việc của con là dọn rác thì con phải đi dọn rác được chứ. Để gì con nói con để rác không đúng chỗ. Con nói bao nhiêu đó con cũng không làm xong, lần sau không được làm như vậy nữa. Mẹ thấy con có hay không? Hay cái gì mà hay, như vậy là hổn đó. Cô bệnh thì đi làm không nổi là đúng rồi. Con thiệt là hư quá đi. Ngày mai con phải đi xin lỗi cô cho mẹ. Con đâu có sai đâu. Con nói vậy mà con không sai hả? Con không nói với ba mẹ nữa đâu. Con đi ra ngoài. Sao ba mẹ lại la mình như vậy? Thiệt là bất công. Lúc nào cũng gặp bực mình. Trời ơi, con phải cẩn thận chứ. Túi rác rớt chúng con thì sao? Cô xin lỗi, cô xin lỗi. Cái gì vậy? Nó còn đau kìa. Ta chịu hết nỗi mi rồi. Quái vật. Ta khiến cho ba mẹ ngươi dạy ngươi lễ phép. Ba ngươi lại đối xử với cô dọn rác như vậy. Ta nhất định phải cho ngươi một bài học. Dừng tay, không được làm hại Đốm. Còn tránh ra để tôi dạy cho Đốm một bài học. Nè Đốm, con không sao chứ? Cũng may là có cô dọn rác ở đây đó. Dạ, con cảm ơn cô. Cô dọn rác là người tốt. Nhờ cô chịu đựng những cái dơ bẩn mỗi ngày nên nhà mình mới sạch sẽ. Con không biết ơn cô thì thôi, chứ không được hỗn hào coi thường cô như vậy, biết chưa? Dạ, con biết con sai rồi. Con xin lỗi con nhiều lắm. Ha ha ha.
lớp mình được chọn đồng diễn buổi sáng chào mừng ngày thành lập trường. Các em về chuẩn bị đồ đồng phục, giày và ôn lại bài đồng diễn nha. Dạ. Hay quá, hôm qua mình được mẹ mua cho cái quần thể thao mới. Vậy hả? Mình chắc chẳng mua gì đâu, đồ mình còn tốt lắm. Mình thích đôi giày màu hồng lắm. Mình sẽ về nói với mẹ mua cho mình đồng diễn cho các bạn. Wow, chơi sộp nha. Sắm hẳn đôi giày mới luôn. Thì bạn cũng sắm hẳn cái quần mới đó rồi còn gì. Quần cũ mình chạy đến mất tiêu rồi, không có sửa được. Thì mẹ mình mới mua cho mình cái mới đó. Nói chung mình thích đôi giày hồng đó lắm. Mình sẽ mua đôi giày đó cho bằng được. Có cần thiết như vậy không? Cần chứ, ai mà chả cần phải đẹp. Thôi mình về trước đây. Mẹ ơi, con về rồi. Về rồi hả con? Rửa tay chuẩn bị đi ăn cơm nha. Mẹ ơi, mẹ mua cho con đôi giày màu hồng đi mẹ. Con sắp có buổi đồng diễn với các bạn ở trường rồi. Ủa, giày của con đâu mà muốn mua đôi giày mới? Thì nó vẫn ở đó, nhưng mà nó xấu lắm, không có đẹp bằng đôi giày màu hồng con thấy ở ngoài tiệm đâu mẹ. Hồi á thì con đòi mua cho bằng được nó mà. Khi nào nó hư, mẹ mới mua cho con một đôi mới nha. Đi mà mẹ, mua cho con đi. Sao hôm nay con hư đến vậy? Đâu phải cứ đòi là được đâu. Mẹ không hiểu con. Con với cái à. Mình chỉ cần đôi giày thôi mà, đâu có gì quá đáng đâu. Dù có đồ đẹp lại đôi giày đẹp mà bản đó có bụng thiêu, ước gì đó là mình ha. Chuyện gì thế này? Sao, con thích không? Dạ thích, con thích lắm. Được rồi, để mẹ giúp con lựa thêm đôi khác nha. Thiệt hả mẹ? Con cảm ơn. Ủa, sao không nhấc chân được vậy ta? Mình muốn đi thử mà. Sao vậy con? Con muốn đi thử mà sao con không đi được vậy mẹ? Từ hồi bị tai nạn con đâu còn đi được nữa đâu. Tai to ơi, mẹ bạn kiếm bạn kìa. Mình hư quá các bạn ơi. Tụi mình nghe mẹ bạn kể rồi, nhưng mẹ bạn không giận bạn đâu, chỉ lo cho bạn thôi à. Mẹ mình nói á là phải biết chấp nhận những gì đang có thì mới hạnh phúc được. Nghĩa là sao hả bụng bự? Nghĩa là mình nên biết bản thân mình cần dừng ở đâu là đủ. Bạn nghĩ á là bạn có đôi giày mới thì bạn sẽ hạnh phúc, nhưng bạn thấy đó, đối với người khác á chưa chắc gì đã vậy. Wow, bụng bự nói hay quá ha. Mình chỉ nói lại thôi. Mình về thôi. Ráng thôi siêu nhân khổng lồ, tiêu diệt con quái vật đi. Đúng, giờ này chưa ngủ còn xem tivi nữa hả con? Dạ, gần hết phim rồi. Con coi xong là con ngủ liền à. Còn với cái, tắt cầu giao điện luôn cho nó biết. Mình đang ở đâu đây? Mình hóa thành khổng lồ rồi. Ôi, chào siêu nhân khổng lồ đã quay trở lại. Hả? Siêu nhân khổng lồ? Mấy bạn nói mình đó hả? Dạ đúng là ngài đó. Xin hãy đánh bại con quái vật cà tưng, cứu lấy thành phố của chúng tôi đi. Mình đã vào danh siêu nhân khổng lồ rồi sao? Được, vậy thì quái vật cà tưng cứ để cho mình. Chuyện nhỏ. Anh tới rồi, sợ quá, sợ quá. Hãy để cho siêu nhân này ra tay. Ôi à. Ôi à. Sao hắn mạnh dữ vậy? Sao mạnh dữ vậy trời? Trên TV hắn đâu có mạnh vậy đâu. Trời ơi, siêu nhân gì mà yếu xìu à. Xìu à, sao đánh nổi chứ? Hả? Mình không có yếu đâu á nha, là do hắn đánh bất ngờ thôi. Hắn lại tới.
Trời ơi, nghĩ lại xem, siêu nhân trong TV đã tiêu diệt con quái vật này như thế nào. Nhớ rồi, tia sáng thủy diệt từ mắt. Tên quái vật kia, chớ làm càn, ta biết cách tiêu diệt ngươi rồi. Hãy xem đây, tia sáng thủy diệt. Mắt mình sao vậy nè? Sao không thấy gì hết trơn trời? Đốm, đốm, con làm gì mà la hét om sòm vậy? Mắt mình không có sao hả? Mừng má mẹ ơi. Đốm hư quá, tối qua xem tivi trễ rồi ngủ gục luôn hả? Mai mốt là mắt con sẽ bị kém, nhìn mọi thứ nhòa đi đó biết không? Dạ, con hiểu rồi, sau này con sẽ không bao giờ xem tivi trễ nữa. Như vậy mẹ mới thương chứ. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình sắp tới khuya luôn, lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy? Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. À, tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được 1 bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Lâu quá. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ấy, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chạy bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu, mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Ê, mấy bạn vô rừng cao su chơi thử không? Rừng cao su có gì mà chơi, ghê thấy mù. Lỡ có con gì bò ra cắn thì sao? Trời ơi, con gì cắn mình á, mình sẽ cắn lại nó. Huề, có gì đâu mà lo. Ừ, hay là tụi mình đi thử đi. Đừng vào đây rồi mà. Ê, con gì bò lên kìa. À, trời ơi, có con rắn. Con này không phải là rắn độc đâu, mình xem trên tivi rồi. Rắn độc là rắn hổ mang, có 2 cái mang hai bên vậy nè, ghê lắm. Ý bạn là con này không có độc hả? Đúng rồi, nhìn con rắn hiền queo à, sao có độc được. Bụng bự bị rắn cắn rồi. Bác ơi bác, bác giúp tụi con với. Chết rồi, cháu mập này bị rắn độc cắn rồi.
con rắn hồi nãy tụi con thấy đâu phải là rắn hổ mang đâu. Sao mà có độc được vậy bác? Trời ơi, không phải chỉ mỗi rắn hổ mang mới có độc đâu, còn rất nhiều loài rắn khác có độc nữa. Đầu tiên ta phải băng ở phía trên vết cắn một đoạn, ép chặt băng vào. Các dòng băng phải đè lên nhau và băng cao dần về phía tim. Sau đó dùng một cuộn băng khác băng ở phía dưới vết thương. Không được băng trùng lên vết cắn nghe chưa. Bác hay đi rừng nên hay đem những vật này theo. Ta cần phải sát trùng vết cắn rồi dùng dao lam sạch rạch một đường nhỏ trên vết cắn, không ép vết thương nha. Rồi dùng nước muối đổ lên lần nữa. Và phải ghi giờ lên băng, vì thời gian tối đa băng garo là 40 phút thôi. Alo, cho tôi một xe cấp cứu tới bìa rừng cao su gấp nha. Mấy cháu có nhớ con rắn hồi nãy màu gì không? Dạ, hình như là con rắn màu nâu đỏ. Đó là loài rắn chàm quạp hay sống ở rừng cao su. Vậy bụng bự có sao không bác? Tạm thời bác đã sơ cứu xong, chắc sẽ không sao đâu. Nhưng trẻ con các cháu nên nhớ, không được bất cẩn khi đi vào lùm vào bụi. Và khi bị rắn cắn phải tức tốc gọi người lớn, nếu không độc sẽ phát tán mà chết đó. Dạ, tụi con nhớ rồi. Từ nay cho dù là rắn gì thì cũng không bao giờ dám chọc nữa. Ê, đi đường này ghê quá à. Lỡ có chuyện gì thì sao? Trời ơi, có gì đâu. Đi đường này mới lẹ nè. Sợ cái gì chứ? Có mình với bụng bự ở đây là yên tâm rồi. Ý trời ơi, có con gì kêu vậy? Bây giờ tụi mình quay đầu về được chưa? Mấy bé đi đâu vậy? Mà đi trong hẻm vắng như vậy nguy hiểm lắm. Thôi, để mấy chú dắt mấy cháu đi cho an toàn ha. Dạ thôi, tụi con gần về tới nhà rồi. Tụi con cảm ơn, nhưng mà không cần đâu. Vậy thì để chú giúp mấy cháu một vé. Đại ca, một đứa chạy thoát rồi kìa. Không sao, có hai đứa này là được rồi. Mà chạy lẹ đi, thằng nhóc mập nó báo công an tới bây giờ á. À, con ơi con, bọn người ta bắt cóc con rết kìa. Tai to, bạn bình tĩnh đi. Đây không phải là lúc để khóc đâu. Vậy bây giờ mình phải làm gì? Chú chó sói ơi, tự nhiên con mắc tè quá à. Con chịu hết nổi rồi á. Im đi, không có thời gian cho ngươi tè đâu. Nhưng mà con chịu hết nổi rồi mà. Không thôi á, con làm bậy lên lưng chú luôn á. Ý, đừng làm bậy. Đại ca, dừng chút xíu cho thằng nhỏ giải quyết xong rồi chạy tiếp. Nãy giờ mình chạy cũng xa lắm rồi, đừng có lo. Lẹ nghe chưa. Nè, tranh thủ nha. Ôi trời, đau quá. Bắt người ta, cứu! Bắt cóc con nít nè, bắt người ta. Ở đằng đó đó, chú cảnh sát, con nghe tiếng bạn của con rồi. Mấy đứa không sao chứ? Lần sau nhớ tuyệt đối không được đi một mình ở trong đường vắng. Và lỡ bị bắt thì đầu tiên là phải bình tĩnh, sau đó suy nghĩ kế hoạch rồi tri hô cho mọi người ứng cứu, nghe chưa? Nóng quá. Trời ơi, mấy ngày nay trời đã nóng mà còn bị cúp điện nữa chứ. Ở trong nhà nhở cái lò lửa luôn. Mà không biết sao cúp điện gì mà lâu quá vậy. Em đứng ở dưới nha. Anh leo lên sửa coi thử tủ điện bị hư cái gì mà cúp hoài à. Trời ơi, nguy hiểm quá, dừng lại đi. Trời ơi, có gì đâu mà lo. Anh mình rành mấy vụ này lắm.
anh mình là chuyên gia sửa ống nước mà. Ủa, chuyên gia sửa ống nước có biết gì về điện không mà sửa? Trời ơi! Đừng, nguy hiểm lắm! Trời ơi, nguy hiểm quá, phải cứu hai người họ mới được. Nhưng cứu làm sao đây, đụng vào là cũng bị điện giật luôn đó. Mình biết cách, Bụng Bự, đi gọi người lớn cứu đi. Anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm, cũng không phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa, con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Nói sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi, chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đón nghe đây. Hả, phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, Đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường Game Thủ. Mọi người đang ủng hộ Đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Nổi có coi sao? Hôm nay, chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về Đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với Đốm nha. Dạ, Đốm thì hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa, đi chơi với Bụng Bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. À, Đốm ơi, à, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy vinh hạnh lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi với tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên là vậy? Ba đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ. Làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai. Người nổi tiếng, người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ba chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ, con hiểu rồi. Người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Lỡ tay hư nữa. Mình thật là hậu đậu mà. Tôi tiêu mình rồi. Tay to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy Đốm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hư con gấu của bạn rồi.
xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình đòi cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. À, không sao đâu, mình về nhà mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tai to bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Hả? Là mình nè. Ồ, bạn mũi. Bạn làm gì mà tai to hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt, mình không hút máu. Mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bực tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ủa, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Ờ, sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây, không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn đứa rồi, điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con? Mẹ vui quá đi. Trời ơi, như vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Hồi đó bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui, buồn, giận đều rất quan trọng đối với mỗi người. Ừ, mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Trong những ngày sắp tới, tình trạng mưa dông sẽ kéo dài, kèm theo sấm sét và gió mạnh. Đây được dự báo là cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Cứ mưa như vậy hoài thì không làm gì được hết. Sợ là nếu cái tình trạng này kéo dài thì nước mưa sẽ nhấn chìm cả cái thị trấn này cũng nên đó. Chắc là có chuyện gì đó rồi. Để anh ra phòng thí nghiệm kiểm tra coi thế nào. Ba ơi, ba cho biệt đội của tụi con đi với. Biệt đội ECT đã có mặt. Chào các con. Máy đang phân tích. Cảnh báo, tầng khí quyển bảo vệ trái đất đang bị thủng một lỗ lớn. Mức độ rất nguy hiểm, mức độ rất nguy hiểm. Không hay rồi,
Chúng ta phải đến đó ngay lập tức. Biết rồi, Tim đã sẵn sàng hỗ trợ. Sao quá đây? Nghiêm trọng rồi đây. Ba sẽ thử phát minh mới của mình coi thế nào. Đây là một tấm vải đặc biệt, có thể chắn mọi thứ đi qua nó. Không có gì có thể xuyên qua nó được. Chúng ta sẽ dùng nó để giá cái lỗ thủng này. Yeah! Thành công rồi. Hay quá đây, thành công rồi. Vậy ông muốn sao đây? Ông đang gây mưa bão khắp mọi nơi đó. Ta gây mưa bão sao? Chính các ngươi tạo ra đó. Là sao ạ? Các ngươi nhìn kìa. Đó, tất cả khói bụi khí độc đều thải lên đây cả. Ta đã không thể giữ chúng được nữa, nên ta chỉ còn cách làm một lỗ thủng và đưa chúng bay ra vũ trụ. Và tất nhiên mưa gió, giông bão, thậm chí là nắng nóng, vì vậy mà cũng sẽ trút trực tiếp xuống trái đất. Vậy bây giờ phải làm sao để lắp lỗ thủng này vậy ông? Ta chỉ có thể giúp được tới đây thôi. Còn lại các ngươi tự giải quyết đi. Ông ơi, ông! Là do tầng khí quyển mỏng đi thôi. Chúng ta phải làm cho cái tầng khí quyển dày lên và trong lành mới thoát khỏi tai họa này. Đội ít tim chúng ta từ ngày mai sẽ bước sang cuộc chiến giải cứu trái đất nha. Đồng ý. Lạ vậy đó, hai bạn không thấy là ngày nào ông mặt trời cũng chiếu nắng xuống đất sao? Thì có gì lạ đâu chứ, không lẽ chiếu nắng lên trời sao? Không phải, mà ngày nào mặt đất cũng nhận rất là nhiều ánh nắng từ ông mặt trời. Nhưng sao mình thấy mặt đất không có nóng gì hết? Ừ, đớm nói mình mới thấy đúng vậy thiệt á. Sao là kỳ vậy ta? Nếu muốn biết, tụi mình đi tìm hiểu là được thôi mà. Mấy đứa đi chơi vui nghe. Nhớ cẩn thận, về nhà sớm đó. Wow, thích thiệt đó đó. Các bạn đợi một lát, chút nữa nha, là còn thích hơn nữa đó. Wow, mình đi xuyên vào lòng trái đất, tiến lên nào. Tốt, có chuyện gì vậy? Đừng tỉnh, sẽ không có vấn đề gì cả. Kiểm tra tình hình. Có một viên đá to đang cản đường con tàu của thuyền trưởng, đề nghị loại bỏ. Đồng ý, ra lệnh di dời viên đá. Đã xong, tuyến đường đã không còn vật cản, có thể lên đường. Yeah, thành công rồi. Dám cản đường thuyền trưởng hả? Sao lại có sông ở đây vậy? Không phải sông đâu, đây là mạch nước ngầm trong lòng đất. Hóa ra là dưới lòng đất cũng có nước. Hèn gì mặt nó không có nóng là phải rồi. Đúng á. Trời, nóng chết đi được. Nóng quá. Chào các con đã đến với nơi nóng nhất trái đất. Ông ơi, ở đây nóng quá đi mất. Ông không sợ nóng hả? Ông đã sống ở đây từ hàng tỷ năm nay rồi. Ông không thấy nóng gì cả. Ông tài thiệt á, con đổ hết mồ hôi ra rồi nè. Lúc nào ông cũng nóng như thế này hả ông?
ta nhớ là từ khi hình thành trái đất, các bát đất đá ai cũng chạy thi với nhau xem ai xây thành trái đất nhanh hơn, mang theo hơi nóng rồi tích tụ cả vào đây, và ta cứ giữ nó mãi mãi cho đến bây giờ. Wow, vậy mà mặt đất lại không nóng, hay thiệt đó. Đúng rồi đó ông, ông mặt trời ở trên cũng nóng, ông ở đây cũng nóng, vậy mà tụi con ở giữa thì không nóng như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống đất bao nhiêu thì có cây cối, sông ngoài giữ lấy ánh nắng của anh ấy và sưởi ấm cho mình rồi. Nếu nắng có vào lòng đất thì cũng bị chì nước ngầm làm nguội đi, thì làm sao mà nóng được chứ. Vậy còn ông thì sao? Ông cũng không mang hơi nóng lên mặt đất chứ? Không các con à, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng phải hoàn thành. Để có cuộc sống yên bình thì có rất nhiều người phải làm việc và hy sinh đó. Thôi, cũng đã đến lúc các con nên về rồi, để ta giúp các con nha. Trái đất có biết bao điều thú vị và còn chúng mình tìm hiểu phải không? Ừ, đúng rồi, đúng đó. Rồi đó. Đồ chơi gì chuyện danh lúc con đã hết rồi mẹ. Do con ham chơi quá không chịu lo học hành, thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay. Nên mẹ tức quá, dọn hết đồ cho em Su Su của con rồi. Con biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không có chịu luôn mà. Trả đồ chơi gì chuyện danh đứa con đi. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ con phải học đi. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Đúng. Mẹ không có thương mình gì hết đó. Mình không có muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con. Chẳng qua là em muốn để cho con học tốt hơn. Ai ngờ bây giờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng bé. Khi nào mà thấy nó thì báo cho anh biết liền nghe chưa. Sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy ta? Em đi ngủ đi, để anh chăm con thay cho. Anh cứ ngủ trước đi, con bệnh như vậy làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy thì em đi ngủ trước nha. Đớn của bà, mau hết bệnh nghe con. Ồ, con ngoan nha. Ồ, ví dầu cầu giang đông đinh. Ủa, là mình hồi nhỏ đó hả? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình, mình nói ổn quá. Anh thấy con chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em mà con mình mới bỏ nhà đi. Đốm ơi. Mẹ ơi. Đốm. Đốm ơi, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu mà mẹ tìm không thấy hả? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nói vậy là mừng rồi. Thôi, con đói rồi phải không? Vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Đốm và bụng bự dựng lều nha, còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có
mình... Kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì, nhưng là ai? Không biết là ai nữa, nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại, ở đây nè bụng bự. Nè, võ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè nè nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá. Các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá. Mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Phá đó. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Con vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, cái bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi, sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Ủa, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Mẹ qua nhà ông bà chơi, nên hôm nay Đốm giữ chìa khóa nhà nha. Giữ chìa khóa cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Cành hoa này đẹp quá à. Mai tặng tay to mới được. Trời ơi, nắng quá, nắng quá đi. Mình bị dị ứng với phấn hoa mà. Thiệt là bất công quá. Anh ổ quá suốt ngày chỉ nằm một chỗ ở nhà, còn mình phải vất vả đi ra ngoài như vậy. Số mình thật là khổ mà. Đói quá, kiếm gì ăn mới được. Thiệt là không công bằng mà. Thật là khổ mà. Ủa, anh chìa khóa hôm nay thế nào? Sao lại khóc lóc vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh thì sung sướng rồi, hôm nào cũng ở nhà, còn tôi phải đi theo cậu chủ ra ngoài, vất vả biết là bao nhiêu. Tại sao tôi với anh là một cặp mà tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Anh đừng như vậy. Như vậy là anh đang đố kỵ với tôi đó. Như vậy không có nên đâu. Anh còn dám dạy đời tôi nữa hả? Đã vậy từ nay tôi không làm với anh nữa, mặc kệ anh luôn. Ơ kìa, anh chìa khóa. Anh làm vậy không được đâu. Hey, ăn uống hôm nay rồi, giờ lên học bài thôi. À mà quên, phải khóa cửa cẩn thận. Ủa, có chìa khóa biến nó mất tiêu rồi ta. Không lẽ bị mất rồi? Ổ khóa này mà không có chìa thì vô dụng rồi. Chắc phải vứt nó đi thôi. Mình đóng tạm cửa, chắc mẹ về sớm thôi mà. Thôi chết, không có mình anh ổ khóa cũng bị chết luôn rồi. Phải làm sao đây? Nhà này không khóa cửa đàng hoàng, cơ hội của mình đây rồi. Phải làm dấu mới được.
tên trộm kia, dừng lại, không được ăn trộm nhà chủ của ta. Cái chìa khóa bé tí kia mà cũng được ngăn cản ta sao? Trộm chết, biết tai này. Hiền Phước, cái chìa khóa nhiều chuyện. Có trộm, có trộm, có ăn trộm, ăn trộm. Thật là hên quá, mình phát hiện kịp. Ủa, cái chìa khóa đây nè, phải tìm là ổ khóa mới được. Xin lỗi anh, tất cả là do lòng đố kỵ của tôi mà ra. Nếu không vì tôi á, thì tên trộm đã không vô nhà rồi. Anh và tôi, ai cũng có trách nhiệm riêng của mình hết. Có thể ban ngày anh rất giả, nhưng ban đêm ổ khóa phải canh chừng, bảo vệ cả nhà của đốm. Có những việc chúng ta cần phải hợp tác thì mới hữu dụng. Vậy nên hai đứa mình về nha. Đồng ý. Cuối cùng cũng làm bài xong. Giờ mình đói quá à, kiếm cái gì ăn đi. Ăn kem không? Nãy mẹ mình cho tiền để ba đứa học xong ăn đó. Là hình như sắp mua rồi đó. Đâu có, chơi vẫn trong mà. Có một đám mây đen ở đây rồi. Gì vậy? Nhắc gì tới mình vậy? Thiếu người chơi chung hả? Đâu có đâu, chỉ là thấy bạn, tụi mình tưởng sắp mưa. Ra vậy. Bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui. Mấy bạn mây trắng, tôi thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo đã buồn bực rồi thì chớ còn mây đen u ám. Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi bà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ bạn có đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mày đi ơi, xuống đây. Mát quá, nhộn quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng cuồng nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho mình chung đội với Mai nha, bụng bự béo à, không có chạy được. Bụng bự béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn mây đen ạ. Dạ chào bác. Chào mây đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Thiệt mà, chưa ai khen con vậy sao? Dạ, chưa. Vậy à, nhìn con là bác cảm thấy mát mẻ liền. Thấy con là biết tối nay sẽ được ngủ dưới trời mưa mát mẻ rồi. Bác có cách nào giúp bạn mây đen bớt đen không ạ? Bạn mây chỉ cần xả lượng nước tích tụ trong người là sẽ trắng trẻo trở lại thôi mà. Khi thời tiết nóng, nước sẽ bốc hơi, bay lên, tích tụ trong người bạn mây càng ngày càng nhiều. Ánh sáng không xuyên qua được người bạn mây, cho nên bạn mây mới có màu đen. Hèn chi, trời nắng nóng vài bữa là có mưa liền à. Bây giờ, con bay ra cánh đồng gần đây đang trời mưa, giúp các bác nông dân tưới cây đi con. Dạ, con đi liền. Ô, mây đen kìa. Mây đen. Chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy hết. Bạn không xấu, bạn chỉ đặc biệt thôi. Chỉ cần có những cái đặc biệt đó có thể giúp ích được thì bạn cũng luôn đẹp trong mắt mọi người. Mây đen cố lên. Mây đen cố lên. Con chào cô. Các bạn mua nhạc Tết bỏ vào thùng đi. Mày nói cái gì? Tao
không bỏ. Nói mày tao là xấu lắm, bạn phải nhặt rác bỏ vào thùng chứ. Tao không bỏ. Không bỏ, dám đánh nhau không? Đánh nhau là xấu, không nên làm như vậy. Nó sợ rồi, nhào vô tụi bay. Xong, dựng trên rác rưởi. Trông mày hôi quá. Thả tôi ra. Mày hôi quá. Thả tôi ra. Chúng tôi không phải là rác, thả chúng tôi ra. Các cháu biết lỗi chưa? Chúng cha biết lỗi rồi. Không dễ vậy, hãy bỏ rác vào đây. Làm gì vậy? Vào đi, mình đã suy nghĩ. Sắp đi học nên lo chứ gì. Mình đang nghĩ xa hơn, về nghề nghiệp tương lai của mình. À, mình thì chỉ muốn á, công việc đó đúng với sở thích của mình, như vậy là mình đủ hạnh phúc rồi. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Ai có đồ điện tử hư cũ, bán không? Lại thu mua nữa. Mà thu mua để làm gì ta? Có chuyện gì hả? Cứ tò mò, không biết chú đó thu mua để làm gì nữa. Thì mua làm đồng nát. Chắc về chú xài á. Toàn đồ hư không sao mà xài được. Có khi nào chú đó thu mua để lọc thiết bị còn dùng được, lắp ráp thành một con robot thật là to để phá trái đất này không? À, có khi nào như vậy không ta? Thì gọi thử đi. Nếu được thì tụi mình sẽ là ba anh hùng cứu đất nước ta. Đồng ý. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Kìa rồi. Đèn pin hả? Bự như vậy thì làm gì ta? Là con mắt của robot đó. Ai có đồ điện tử hư cũ, âm ly cũ, tivi cũ, máy tính cũ, bán không? Máy tính hả? Chắc là để điều khiển con robot. Ừ, đúng rồi đó. Mình thấy trên phim á, hay như vậy á, hẳn là một hệ thống điều khiển khổng lồ. Hèn chi, bữa mua nhà mình một bộ rồi, giờ chú đó vẫn mua tiếp. Cassette gì vậy ta? Chắc là để phát tiếng nói của con robot kiểu như là Tiêu diệt. Nghe ghê quá à. Mày to, đừng có sợ. Mình có ba người mà. Theo dõi tiếp coi sao. Hôm nay được nhiều đồ ghê. Chết rồi, chú đó mà vào nhà thì sao mà dòm tiếp được. Trời ơi, xong vô là sẽ thấy con robot chứ sao. Chú kia, con robot đâu? Ta đâu có bán robot đâu. Nhưng mà có mua đó, mày còn có hả? Không, cái con của chú á. Ta làm gì có con nào. Chú nói dối, chú thu mua đồ về để ráp thành con robot mà. Mấy đứa đang nói cái gì vậy? Chú mua về làm gì? À, ta mua để sửa, rồi bán lấy tiền chứ sao. Chỉ vậy thôi hả chú? Vậy thôi. Trời ơi, tưởng gì kinh khủng lắm. Chứ công việc chán phèo này mà chú cũng làm được nữa hả? Làm chứ, ta thích máy móc mà. Nhưng mà ngày xưa ta không ngoan, không chịu đi học. Nên bây giờ chỉ còn nghề này nuôi ta qua ngày và thỏa mãn đam mê máy móc là được rồi. À, tụi con hiểu rồi. Nhưng chú có cảm thấy hạnh phúc với công việc này không? Có chứ, thực ra công việc tương lai không nói trước được. Còn tùy vào khoảng thời gian con lớn lên và yêu thích cái gì. Nên nếu con chịu cố gắng ngay từ bây giờ bằng việc đơn giản là chăm ngoan, học giỏi và không bao giờ từ bỏ sở thích của mình, thì dù là công việc nhỏ hay lớn cũng đều làm con cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày rồi. Có luôn hả chú? Có chứ, tự tin lên. Dạ. Thôi, bữa nay chơi cầu lông đi, đừng có chơi đá banh nữa, hôm qua mới chơi rồi. Đúng đó, hôm nay chơi trò khác đi. Mấy bạn sợ thua nên không dám chơi với mình chứ gì. Mấy bạn là đồ ích kỷ. Bạn mới là đồ ích kỷ á, cứ thích làm theo ý của mình thôi. Mấy bạn đã nói như vậy rồi thì mình không thèm chơi với mấy bạn nữa. Sao? Ba
bossy. Để coi, không có tụi mình thì bạn chơi được với ai? Bực cả mình, mình về kiếm cục đá chơi còn vui hơn nữa. Từ nay hai bạn sẽ là bạn của mình đó nha. Ôi, cậu bé tội nghiệp. Cậu đã làm gì mà phải chơi với đá thế này? À, ông ơi, bạn bè con toàn là những người ích kỷ, nên con thà chơi với đá. Ta hiểu rồi, ta sẽ ban cho con hai người bạn mới. Xin chào bậc trên, hôm nay bạn muốn chơi gì? Hả? Biến thành người rồi, còn biết nói chuyện nữa. Đây sẽ là hai người bạn mới của con. Chúc ba đứa chơi vui. Ta đi đây. Dạ. Ê, hình như đốm tới kia bụng bự. Ý bạn là người không ai thèm chơi á hả? Cho hai người nói lại nha. Đây là hai người bạn mới của mình nè. Kệ hai người bọn họ đi, mình tản lên chơi đá banh đi. Nè nè. Thôi, thôi bỏ đi bụng bự, mình qua chỗ khác chơi cho đỡ ngứa mắt. Hai người đó đi rồi, đá mạnh lên mấy bạn, khỏi sợ chúng ai nữa. Hi. Chết nó, chết nó, chết nó đi, chết nó. À, cứu mình với hai bạn ơi. Quan chỉ tiếp mình mà phải cứu chứ. Bạn thì chỉ việc chơi với nhau thôi. Cút đi, cút đi. Đi đây. Ôi da. Cảm ơn bụng bự, cảm ơn tay to. Nhưng tại sao hai bạn lại giúp mình? Chứ không lẽ tụi mình bỏ bạn lại cho ông chết hả? Bạn bè mà, có hoạn nạn thì phải giúp nhau chứ. Đừng vì hiểu lầm nhỏ mà bỏ đi một tình bạn đẹp. Có vẻ như bọn nhỏ đã học được bài học về trân trọng tình bạn rồi. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Lông sạc đã tới rồi đây. Cho xin ít gỗ về bán nha. Ngươi đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi. Xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. À, thấy ghê quá à. Hình như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mau chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chim ơi? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này sẽ khác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui
vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức, chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Cảnh thiên nhiên thật là yên bình, thích ơi là thích luôn á. Đớp làm gì vậy? Ở dưới đất đâu có cảnh đẹp đâu mà nhìn. Đây là khu du lịch chứ đâu phải đảo hoang đâu mà đớp đi tìm kho báu. Ở dưới đất cũng nhiều cảnh quan đẹp lắm đó. Không tin các bạn quan sát thử đi. Thôi đớp tự nghiên cứu đi, mình đi chụp hình đây. 2, 3, cười lên nào. Chu môi xịt tin nào. Mình sẽ khoe với các bạn về những bức hình này, thế nào các bạn cũng thích vào coi. Ước gì mình có thể đem hết tất cả các cảnh đẹp này về nhà mình ha. À, bụng bự, hay là mình vẽ ký hiệu hai đứa mình lên thân cây đi. Làm vậy thì mình sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của mình ở đây mà không cần phải đem cây về nhà. Ý hay á tay to, mà mình đâu có biết vẽ đâu. Thì bạn chỉ cần vẽ cái vòng tròn thật là to, còn mình chỉ cần vẽ đôi tay dài thôi. Ok, chúng ta tiến hành nào. Mình sẽ vẽ một cái bụng thiệt là to. Ui, à, đau quá. Ai mà giận kỳ quá vậy? Ai? À. Ê, đau à. Ai nhéo tay mình vậy? Có chuyện gì vậy hai bạn? Có ai như bóp bụng mình rồi đánh vô bụng mình nữa à. Đau quá đớm ơi. Có ai đó đang nhéo vào tay mình. Nguyên nhân ai là người khắc những cái lệnh thân cây vậy? Là mình cũng vẽ đôi tay, là mình muốn lưu lại kỷ niệm khi đến đây. Tại các bạn vẽ bậy, thân cây chuẩn chỉ các bạn đó. Cây cỏ cũng giống như chúng ta vậy, cũng sẽ biết đau khi bị tổn thương mà. Huống chi hai bạn khắc thân cây làm cây bị chảy máu rồi nè. Mình chỉ muốn lưu lại kỷ niệm để đánh dấu nơi mình đã từng đến thôi mà. Làm vậy là sai rồi đó. Ai cũng quắt lên cây hết thì cây sẽ chết, chưa kể sẽ làm xấu cảnh quan nữa. À đúng rồi đó, mình sẽ lưu lại bằng những hình ảnh đẹp là tốt nhất. Kỷ niệm được đánh dấu bằng những cảm xúc mà chúng ta trải qua, chứ không phải bằng việc khắc lung tung như vậy. Xin lỗi thần cây, con sai rồi, xin ông tha thứ. Con cũng xin lỗi ông, tại con không có ngoan. Nhớ nha, lần sau mà còn dễ bậy, ta sẽ biến các con thành phân bón luôn đó. Dạ, dạ sợ lắm rồi ông ơi. Hay quá à, mình hết đau rồi. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị, mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ, la 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó, đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Ê, trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi. Chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm,
đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dậy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn bếch bơ, kem vani sữa gà nha chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Đồ bị thấy luôn. Ê, mấy anh làm gì vậy? Bả đồ ra chống quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan mà dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú. Đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người đơn vị. Anh em, xếp hàng ngay thẳng nào. Đây anh tính gì kia? Xếp hàng cái kiểu gì đấy? Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Quýt còi ba hơi là bay cao 15 mét, quýt còi hai cái là bay vừa 10 mét, quýt còi một cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu. Có biết anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó. Nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, cấp báo. Chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng, cách đây một đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? À ha, hắn trốn đội ngũ để ba đi chơi đó hả? Sếp lão, tuy rồi hàng ngủ là không tốt, nhưng Binh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Binh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì trăng. Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi.
chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì mà như ma đuổi vậy tay to. Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ? Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế, nắp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu? Ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả Đốm? Bạn có biết là bạn dở như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy? Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phái gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Không có ở đây ta. Cái gì? Như vậy sẽ không còn được ăn Tết. Không, mình phải cúng ngày Tết thôi. Có chuyện gì mà Đốm gọi mình ra gấp như vậy? Đừng nói là Đốm muốn chiêu đãi tiệc cuối năm tụi mình nha. Mình không khách sáo đâu. Bụng bự chỉ biết ăn mà thôi, chuyện lớn rồi. Mai là Tết rồi, còn chuyện gì lớn hơn nữa chứ? Đúng đó, chuyện gì hả? Không lẽ giao thừa năm nay không có pháo hoa hả? Không phải, tất cả không phải. Mà chúng ta sắp không có mùa xuân để đón Tết nữa. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn trọi rồi nha. Ba mình nói, một tia phóng xạ ở đâu phát ra đang làm biến đổi khí hậu trái đất, sẽ làm cho trái đất thay đổi, không còn bốn mùa nữa. Mà như vậy thì làm gì còn ngày Tết? Như vậy nghĩa là mùa xuân mất tiêu rồi. Ôi trời, nghĩa là mình không còn được ăn bánh tét, còn món gà nướng thơm phức nữa. Bao nhiêu là bánh mứt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hả Đốm? Chúng ta phải lên kế hoạch cứu ngày Tết thôi. Mình phải cứu ngày Tết. Đây là hang thần kỳ, nó tránh được mọi tia bức xạ từ bên ngoài. Do đó chúng ta cần phải giấu ngày Tết vào trong đây. Nhưng làm sao giấu ngày Tết trong đây được chứ? Thì cái gì là của ngày Tết, chúng ta sẽ đem giấu hết vào trong đây. Tại tao thông minh đó. Anh ơi, trời, chuyện gì xảy ra với nhà của chúng ta vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Qua trong vườn của nhà chúng ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không những như vậy mà bánh mứt, trái cây để ăn Tết đều biến mất hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã cứu được mùa xuân thành công rồi. Mình thấy có gì bất ổn thì phải. Nè, các cô đang làm cái gì vậy hả? Ba, có ai giải thích cho ba mẹ biết là chuyện gì không? Con muốn cứu ngày Tết thôi. Cứu ngày Tết? Trời ơi, đó chỉ là tài liệu nghiên cứu về thời tiết thôi. Đâu có nghĩa là ngày Tết sẽ mất. Chúng ta sẽ từ từ cải tạo để bảo vệ môi trường. Trái đất sẽ không nóng lên là được. Mấy đứa thiệt là. Vậy là ngày Tết vẫn còn hả bác? Tất nhiên rồi, chúng ta về nhà để chuẩn bị đón giao thừa thôi con. Yeah, vậy là mình vẫn được ăn bánh mứt tha hồ luôn. Cái tụi nhỏ này, Tết tới rồi mà vẫn còn nhiều trò quái quỷ như vậy đó hả?
Wow, nhiều hoa quá. Lần đầu tiên con mới thấy nhiều hoa như vậy đó. Đúng rồi, hội hoa chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, gom hết tất cả các loài hoa đẹp về đây luôn. Ồ, có nhiều cái lạ ghê á. Chỗ gì mà sến xúa ghê vậy á? Toàn là hoa với hoa không à. Vậy mà bạn thích hả Đốm? Thì cũng có nhiều cái lạ mà. Nếu mà bạn không thích thì đi ra đằng kia chờ một chút đi. Lát về tụi mình sẽ hú. À, vậy cũng được. Hey, mấy cái bông hoa sến xúa đó mà cũng thích cho được nữa, thiệt là không hiểu mọi người. Đúng rồi, lũ bông hoa thiệt là nhảm nhí, vậy mà cũng có người thích. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn cũng không thích hoa hả? Mà sao bạn ngồi đây vậy? Bạn không ở trong hội chợ hoa hả? Không, người ta chỉ thích mấy bông hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm thôi. Chứ tôi đầy gai, lại không có thơm, ai mà thèm thích chứ. À, bạn nói cũng đúng á. Mà tôi nghĩ là mỗi người có một giá trị riêng thôi. Bạn đừng có buồn, chắc là mọi người chưa nhìn được điểm mạnh của bạn thôi. Cảm ơn Xương Rồng nhiều nha. Mình không ngờ bạn lại mạnh như vậy. Thấy chưa Xương Rồng, mình đã nói bạn mà. Có thể bạn không đẹp hoặc thơm như các loài hoa khác, nhưng giá trị của bạn nằm ở trái tim can đảm, dám đứng lên để bảo vệ mọi người trước cái xấu. Đúng rồi đó, mỗi người đều có giá trị riêng, đừng vì bản thân mình khác biệt mà tách biệt với mọi người nha. Mình hiểu rồi. Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, không biết đường tắt nè. Cảm ơn con, bỏ lên đi. Dạ. Đường này nè mấy chú, tiến lên rồi bẻ phải.
biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Đốm, sao con xuống đây mà không chịu tắt đèn và máy lạnh trong phòng hả? Một lát con lên mà mẹ, tắt rồi, mở lại mất công á. Con có biết con làm như vậy sẽ lãng phí điện lắm không? Đâu có nhiều tiền lắm đâu. Nếu chúng ta tiết kiệm điện thì những vùng hẻo lánh khác sẽ được xài. Hay mùa khô hạn chúng ta cũng có điện để xài mà không có bị cúp. Con chưa hiểu lắm. Ở nước ta, điện sản xuất chủ yếu từ dòng nước từ trên nguồn đổ về, nên mùa nắng nó ít nước sẽ không có sản xuất điện được. Vậy con hiểu rồi, con sẽ không xài điện hoang phí nữa. Con chỉ mở đèn, tivi, quạt và máy lạnh khi cần thiết thôi. Giỏi lắm. Con sẽ không xem tivi, tốn điện. Con sẽ đi đá banh với bụng bự về tay to nha mẹ. Ừ, con trai. Ê, hôm nay chúng ta sẽ thi xem ai có thể đá banh xa hơn. Đừng đá bể kính nhà bác bò vàng được rồi. Điện gì các bạn? Có gì lạ đâu, ngày nào mà ổng thấy. Có gì đâu, làm như có bánh hamburger trên đó không bằng. Không phải đâu, mẹ mình nói ở một số nơi điện rất là khan hiếm, do đó mình phải tiết kiệm điện để trữ điện lại xài nhất vào mùa khô. Mình cũng nghe mẹ nói như vậy đó, nhưng liên quan gì đến dây điện kia chứ? Tại sao chúng ta không trữ điện lại để đến mùa nắng xài và chia sẻ với những người khác? Nhưng mà bằng cách nào? Hãy làm theo mình. Đưa kéo đây. Vì mùa hè mát mẻ, chúng ta còn dự trữ điện thôi. Trữ điện, trữ điện. Chà, thơm quá. Kiểu này tụi nhỏ mê lắm đây ta. Alo? À, là tôi đây. Anh nói sao? Vậy hả? À, tôi đến liền. Bọn nhỏ cắt dây điện, cũng may chúng tôi quan sát trên hệ thống thấy nên đã tắt nguồn. Nếu không thì bây giờ tiêu rồi. Có ai nói cho tôi biết tại sao lại xảy ra chuyện này không? Tụi con chỉ muốn dự trữ điện để tháng hạn có điện xài thôi. Tụi con nghĩ điện nằm trong dây, cắt về nhà cất để khi nào cần đem ra xài hay sao? Dạ. Bọn nhóc này, nếu các con muốn có điện xài thoải mái vào mùa nóng á, thì bây giờ các con chỉ xài điện khi cần, chứ không phải trữ điện bằng cách cắt dây như vậy đâu. Con hứa sẽ tiết kiệm điện đúng cách ạ. Xém chút nữa là con thành heo quay rồi. Trả lại cho mình, trả lại đây. Không đời nào. Để coi, giờ đốm chạy đi đâu nữa. Đưa đây cho mình nhanh. Không được, mày không được ăn đó. Đưa đây, đưa đây. Không được, nói không được không mà. Thôi được rồi, mình có cách này. Cách gì? Giờ chúng ta tỉ thí đi. Ai thắng, quả trứng sẽ thuộc về người đó. Cũng được, vì công lý, vì lẽ phải. Hôm nay, mình sẽ thắng bạn. Chúng ta thi xem ai hái được trái chính đó, trứng sẽ thuộc về người đó. Được thôi. Mình sẽ thắng một bự rồi. Không thể thua đốm được. Thôi không. Tay to, sao bạn lại đến đây? May quá, không sao rồi. Bụng bự xấu tính quá à. Sao hai bạn lại đánh nhau như vậy? Mình nhặt được quả trứng, mình định làm ốp la, đốm lại giành mất. Sao đốm kỳ vậy? Đây đâu phải là trứng gà công nghiệp mẹ mua chứ. Đây là trứng chim rừng. Rồi nó sắp nở thì sao? Nếu chúng ta đập ra thì chim non sẽ chết. Đốm nói có lý đó.
Chúng ta cần nhờ ba đếm xem coi nó có con chim non bên trong không, rồi hãy ăn. Không được, mình đang thèm trứng mà. Lần này thì nát chắc rồi. Chú chim đẹp quá à. Mình đưa nó đi tìm mẹ của nó đi. Chú chim dễ thương quá à, cho mình xem với. Hả? Bạn là kẻ xấu, tham ăn. Xem chút là bạn đang ăn thịt chim non rồi đó. Đáng lẽ thấy trứng chim rơi khỏi tổ, bạn phải tìm cách trả về. Đằng này muốn chiên ốp la nó. Tại mình thèm. Hả? Thèm ăn, xuống tính. Mình biết tổ chim ở đâu nè. Vậy chúng ta đi. Nè, mình biết sai rồi mà. Hai bạn nghỉ chơi với mình hả? Đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Phòng mình lớn quá vậy. Hả? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? Chỉ cần biết thôi. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã. Thôi đi về làng bọn mình đi, rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa, sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn. Nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình. Vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Chúng ta cho mọi người vô viết tay. Chị chua là số 1. Anh em, xông lên. Cho chúng biết chị ngọt là vô đối. Xông lên anh em. Đánh cụ đầu trước khi mà nó kịp trở tay. Lên. Ê, bay đã. Ủa, đớm. Mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn. Và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đội bạn chỉ ăn ngọt hả mụ mự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống cống hiến, ngươi thấy sao? Đồng ý.